Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm cũng như là tung ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 20 tháng 3 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2030 thì công ty Tân Việt Group có tung ra một chương trình khuyến mại với mức giá trọn bộ một bộ combo karaoke gia đình gồm có là loa vang mic đẩy có 30 triệu đồng, trọn bộ có 30 triệu đồng. Thì combo bộ này thì có những gì? Là có một cặp loa mang thương hiệu là T-Plus, model là KS112 với công suất loa là 400W một kênh, sử dụng một cụ bass 30 và loa tép là côn 44. Tiếp theo là một bộ mic mang thương hiệu là CS-H3PRO dùng cho dòng karaoke gia đình chuyên nghiệp. Tiếp theo đó là một bộ vang T-Plus X2000 cộng PRO. Đây là một dòng sản phẩm vang số chuyên nghiệp chuyên dùng cho phòng karaoke cũng là phòng hát karaoke chuyên nghiệp. Các bác dùng gia đình, dùng ngoài trời hoặc là dùng trong phòng hát chuyên nghiệp. Đấy, rất là hiệu quả và tích hợp rất là nhiều chức năng hiện đại mới bây giờ. Và không thể quên mất cái phần quan trọng nhất, đó là cục đẩy công suất mang thương hiệu là CF King 80 PRO. Con này là có công suất tầm 800W một kênh tải 8 ohm. Và công suất đầu ra khi tải 4 ohm nó sẽ được nhân đôi lên là vào khoảng tầm 1.600W, rất là khỏe. Như vậy chọn bộ một bộ karaoke gia đình này, lưu ý bán là bán chọn bộ các bác nhé, là có 30 triệu đồng thôi. Nếu mà các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đấy, mức giá này thì em thấy khá là phù hợp rồi, nên là các bác nào mà muốn chơi gia đình hay là muốn mua giúp anh em họ hàng như nào đó thì chơi một bộ này thì giá là có 30 triệu đồng. Lưu ý giá trên đây là đã bao gồm là dây giác phụ kiện đi theo đầy đủ, gồm có là 10 mét dây loa, hai bên là 10 mét dây loa, cùng với là tất cả các giáp cắn. Bên em có thể tặng theo được cái gì thì sẽ tặng theo cái đó, và không lắp ghép cũng như là setup lên cho các bác đầy đủ, hỗ trợ lắp đặt tận nơi. Lưu ý hàng những sản phẩm này thì áp dụng từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Thì sản phẩm đây thì chắc là có tầm 6 đến 7 bộ thôi. Nếu mà các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là hướng dẫn đặt hàng. Vâng nhé. Rồi, hẹn các bác clip lần sau nhé.